loại cherry bữa nay. Coi nè, bự chưa? Thằng ghéo. Hấp rồi. Đây, người này thủ bao tay để hái đàng hoàng tử tế. Cây này là cây dừa giòn dừa. Đây nè nào. Đó. Thôi coi chừng nó không giòn ngọt á, ban thử đi. Cùng một nhánh của nó ra mà, nhánh nó ra mà. Trái ra đó, trái non, chưa ngọt đâu. Ủa ba không cần ăn thử luôn hả? À? Hái trụi luôn. Cái nhánh này nó ngon cho nên hái trụi luôn. Nhánh này thì giòn quá, cứng quá. Giòn mới ngon. Mấy cái kia mềm á, ba về ba phải ăn trước không thôi nó rụt hết luôn. Mẹ tới hái phụ mẹ. Trời ơi đây nè. Văng ra tầm tầm. Cái này trái to hơn nè. Đỏ vậy chứ mà không ngọt. Bằng cái bên đây. Tay nhân vật chỉ hái trái ăn chụp hình. No chưa mẹ? Chưa. Mới hơi đau bụng rồi đó. Mới có 1 ký à. Con có rửa tay đàng hoàng. Đây là cũng là cái cành ngọt nè. Còn cái trái, có trái nó mềm quá. Cái này bên đây chua, mẹ đừng hái. Mẹ qua đây hái phụ cây này để tuyển đi. Ôi, bà rồi. Như thế này là đầy rồi. Nhiều lắm, về cân xong rồi ăn không hết chứa. Hái về phân phát cho hàng xóm. Phân phát. Bán về bán lẻ lại. Lỡ tới đây rồi hái cho đầy. Đây người đi hái cherry. Thôi đi ra được rồi đó. Đi ra đi ăn. Ra đi ăn anh ơi. Nó vẫn còn ngọt không anh? Ngọt, dàn đi ngọt nè. Vâng. Mấy cái cành này mình hái chung nào anh thử trái trước, ngọt hái. Ngon, thấy trái cứng á. Không chín hả? Trời ơi, chú lè. Ủa, tự nhiên cái nhánh này nhánh khác à? Ừ. Nó đây. Có trái nó bị đắng nữa nha. Có trái nó bị đắng đắng á. Thôi đủ rồi. Trời nó cho đủ hái đi để cho người ta. Trời ơi. Cho sao người ta. Bây giờ hái đóng thùng rồi về Việt Nam đó. Phần. Hái này đóng thùng chuẩn bị lại về Việt Nam. Thùng lạnh mới được. Thùng lạnh ai bay về liền mới được. Cái hộp cứng này để chắc được 4 năm ngày nữa mà có ai mang về được. Thì hái xong phải mang về liền thì được chứ đi về kia là không được đâu. Trời ơi, anh làm rụng tùm lum. Em đi lụm mót của anh ở dưới đất. Ê, ra y nắp mà còn nhìn. Cái cành này ngọt quá. Thôi đi. Ủa, ra đi ngọt. Ra. Nãy giam chua không à? Ủa, hao bao hai trái này ngọt quá. Nó cứng nè chắc. Đi. Xách cái thơ sơ đồ đi kìa. Đây còn sơ đồ nữa nè. Ba quản lý sơ đồ. Dạ mang. Bye bye. Oh my my.
hai nón luôn. Ê, dừng lại đứng chụp nô để cái truck chờ đã.